Ngày 4 tháng 5, tại cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ông Mai Tiến Dũng. Theo ông Xô, ông Mai Tiến Dũng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, Bộ Công an phối hợp các lực lượng liên quan đã thực hiện thủ tục tố tụng. Các quyết định tố tụng với ông Dũng được ban chuyên án thực thi hôm 30 tháng 4. Thông tin thêm, ông Sô nói. Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng, điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, đầu tháng 1 tại Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, khi bị bắt là bí thư tỉnh ủy, và ông Trần Văn Hiệp, khi bị bắt là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Quận bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, còn ông Hiệp bị điều tra tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định, ông Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan dự án Đại Ninh. Hành vi của ông Quận bị cáo buộc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội nhận hối lộ. Riêng bà Trần Bình Ngọc, vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vụ 1 của Văn phòng Chính phủ, cũng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tháng 3 năm 2023, ông Mai Tiến Dũng bị Thủ tướng cảnh báo do có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Quyết định kỷ luật hành chính do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang Ký thay Thủ tướng ngày 9 tháng 3. Ông Dũng cũng bị Ban Bí Thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ chuyến bay giải cứu vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Liên quan diễn biến điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, trung tướng Tô Ân Sô cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam ông Dương Văn Thái, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Ông Thái bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo ông Sô. Ông Thái bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại tập đoàn Thuận An. Đến nay đã có 8 người bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này. Tài liệu điều tra cho thấy, giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, tập đoàn Thuận An đã trực tiếp liên doanh tham gia 38 gói thầu tại 16 tỉnh thành với tổng trị giá lên 23.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2022-2023, tập đoàn này phát triển nóng, trúng các gói thầu trị giá 18.000 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều gói thầu trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau dịch COVID-19, ông Sô thông tin. Ông Sô cho hay, đến nay, các bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, trợ lý chủ tịch quốc hội, Dương Văn Thái đã khai báo thành khẩn với nhiều chi tiết, tình tiết để làm rõ vụ án một số bị can bị bắt trong vụ án tại tập đoàn Thuận An đã khắc phục hậu quả thiệt hại gây ra. Cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi ai mắc sai phạm liên quan đến vụ án này thì trung thực báo cáo tổ chức hoặc tự thú để hưởng quan hồng. Ông Su nhấn mạnh. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều ngày 4 tháng 5, trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết thông tin này khi trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí. Theo ông Sô, so, mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Ngày 30 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng là cựu bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước khi bị khởi tố bắt tạm giam, ông Mai Tiến Dũng từng hai lần bị kỷ luật. Hôm 27 tháng 1, Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách ông Mai Tiến Dũng vì đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Trước đó vào giữa tháng 1 năm 2023, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng do vi phạm liên quan các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong đợt dịch Covid-19. Tính đến nay đã gần 14 năm sau ngày khởi công, dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, sau đây gọi tắt là khu đô thị Đại Ninh ở Lâm Đồng của công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn chỉ là một vùng đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, thậm chí xung quanh khu vực đã được người dân trưng dụng để thả bò, phơi nông sản. Chính dự án này đã khiến nhiều lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng vướng phải vòng lao lý. Bí thư chủ tịch cũng bị khởi tố. Cụ thể, vào thời điểm cuối năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận cho công ty Sài Gòn Đại Ninh do ông Nguyễn Cao Chí là người đại diện pháp luật để thực hiện dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 3.600 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã là Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hin và Ninh Loan của huyện Đức Trọng. Tuy nhiên, trong quá trình được tính lâm đồng giao đất, giao rừng để thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để mất trên 368 ha, trong đó bị phá mất 257 ha và người dân lấn chiếm là 111 ha. Đến tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi dự án này Đáng chú ý, vào thời điểm tháng 1 năm 2024, cả bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đều bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an bắt giam do liên quan đến dự án khu đô thị Đại Ninh. Trong đó, ông Quận bị khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, còn ông Hiệp thì bị điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trước đó vào tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Theo cơ quan chức năng, ông Ánh đã nhận hối lộ từ đại gia Nguyễn Cao Chí, là chủ dự án khu đô thị Đại Ninh. Đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc là vụ trưởng vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, sau đây gọi tắt là vụ 1, văn phòng chính phủ bị Bộ Công an khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo tài liệu điều tra xác định, bà Trần Thị Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra khiếu nại đối với dự án khu đô thị Đại Ninh. Hành vi của bà Ngọc và các bị can trong vụ án nhận hối lộ này đã gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước. Tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục triệu tập nhiều lãnh đạo cán bộ của tỉnh Lâm Đồng để làm rõ một số vấn đề liên quan đến siêu dự án nêu trên. Được đại biểu chất vấn trên nghị trường Quốc hội, cũng liên quan đến dự án Đại Ninh, tại phiên chất vấn vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại biểu Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau đã đặt vấn đề căn cứ vào đâu, yêu cầu nào mà tháng 7 năm 2021, Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết luận thanh tra của đoàn công tác vào năm 2020. Việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả của đoàn thanh tra có đúng luật theo ông Vân, trong vụ án Đại Ninh, Tổ công tác đã thay đổi kết luận của đoàn thanh tra từ kết luận sai pháp luật, yêu cầu thu hồi dự án chuyển sang giãn tiến độ, điều chỉnh dự án, gia hạn cho nhà đầu tư. Điều này, đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh là trái pháp luật. Về vấn đề này, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định đây là việc ra soát, sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra, chứ không phải là thanh tra lại. Cơ sở pháp lý để thanh tra chính phủ lập đoàn tổ công tác là thực hiện đúng theo luật tổ chức chính phủ và quy chế làm việc của chính phủ. Trước khi ban hành kết luận thanh tra, thanh tra chính phủ đã báo cáo với thủ tướng, thông thường là phó thủ tướng tổ chức họp với các bộ ngành, thống nhất và cho ý kiến đồng ý thì thanh tra chính phủ mới ban hành ông phong khi đó cũng đã khẳng định là thanh tra chính phủ đã báo cáo kết quả ra soát dự án đại ninh và được chính phủ phó thủ tướng trực tiếp đồng ý cho điều chỉnh thì thanh tra chính phủ mới tiến hành các sai phạm liên quan đến dự án này đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ